Kỳ điều hành này trước diễn biến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập và không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Vì vậy, kể từ 15 giờ chiều nay ngày 5 tháng 9, giá xăng RON 95 tăng 270 đồng một lít lên mức mới là 24.871 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 tăng 132 đồng một lít lên 23.471 đồng một lít. Còn dầu diesel 0.05S có giá mới là 22.645 đồng một lít, tăng 291 đồng một lít. Dầu hỏa là 22.814 đồng một lít, tăng 505 đồng một lít. Riêng dầu mazut 180 CST 3.5S là 17.704 đồng 1kg, giảm 277 đồng 1kg. Như vậy, đây là lần tăng thứ 6 liên tiếp với giá xăng trong vòng hơn 2 tháng qua. Ngày 5 tháng 9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tới nhà riêng thăm, động viên và tặng quà cho cô giáo Lê Thị Thắm, giáo viên trường tiểu học trung học cơ sở Đông Thịnh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn. Lê Thị Thắm sinh năm 1998, khi sinh ra không có đôi tay, ốm đau triền miên, nhưng với nghị lực phi thường, cô đã vươn lên bằng chính đôi chân của mình, đi học và tốt nghiệp Đại học Hồng Đức. Cô giáo Thắm còn dạy học miễn phí cho trẻ em trong vùng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tinh thần của cô giáo Thắm và mong cô tiếp tục phát huy, truyền đạt kiến thức tốt nhất cho học sinh, giúp những em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn, có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chiều ngày 5 tháng 9, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Bùi Quý Khiêm xác nhận sáng cùng ngày, trong lúc đọc diễn văn khai giảng năm học mới năm 2023-2024, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tràm Chim đã đột quỵ tử vong. Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo bày tỏ, sự ra đi của thầy hiệu trưởng là một sự mất mát của ngành giáo dục, nhất là ngay trong ngày khai giảng năm học mới. Các chế độ sẽ được thực hiện theo quy định của ngành giáo dục hiện hành. Thầy hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tràm Chim có trình độ thạc sĩ toán học, làm công tác giảng dạy từ năm 1999 đến nay. Thầy từng đảm nhiệm các chức vụ như Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Hòa Bình, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tràm Chim từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 5 năm 2022 được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tràm Chim. Sáng ngày 5 tháng 9, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú, huyện Yên Định, Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày, trường tiểu học xã Yên Phú tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Khi buổi lễ kết thúc, ba chùm bong bóng bay chuẩn bị được thả lên trời. Lúc này, các em học sinh tập trung xung quanh để xem. Tuy nhiên, trong khi bắt đầu thả, do bất cẩn, một phụ huynh hút thuốc lá đụng vào, làm bóng phát nổ, khiến 7 học sinh bị bỏng ở tay. Chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh đã nhanh chóng đưa các cháu đến cơ sở y tế thăm khám. Trước dịch bệnh đau mắt đỏ đang gia tăng tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, gần đây bệnh viện tiếp nhận điều trị một số trường hợp bị di chứng do sử dụng các loại lá cây đắp hoặc xông mắt gây viêm loét giác mạc, thậm chí để lại sẹo giác mạc gây nhìn mờ vĩnh viễn. Bên cạnh đó, một số trường hợp bị đau mắt đỏ nhưng không đến bệnh viện sớm, tự ý mua thuốc nhỏ mắt về điều trị dẫn đến biến chứng nặng. Theo bác sĩ Phùng Thị Thúy Hằng, phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Bạch Mai, người bị bệnh đau mắt đỏ thường có các biểu hiện như ngứa mắt, cợm đỏ, chói, sợ ánh sáng, chảy nước mắt và có nhiều gỉ ở mắt. Để điều trị đau mắt đỏ, người bệnh nên đến các cơ sở nhãn khoa khám để được chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị thích hợp. Tuyệt đối không sử dụng các loại lá cây để đắp hoặc xông mắt vì ít có tác dụng và có thể gây ra những tổn thương cho mắt như bỏng do nhiệt hoặc tinh dầu. Hơn nữa, một số loại nấm và vi khuẩn ở lá cây có thể xâm nhập qua vết xước giác mạc gây viêm loét giác mạc. Khi đó, việc điều trị rất khó khăn. Di chứng để lại là sẹo giác mạc gây nhìn mờ vĩnh viễn, thậm chí một số trường hợp nặng phải khoét bỏ mắt. Mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Anh thông tin, một số siêu thị ở Anh đã dừng bán thanh long Việt Nam và chuyển sang bán thanh long Tây Ban Nha hoặc Campuchia. Nguyên nhân là do vừa qua, Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh FSA và Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Scotland FSS đã có bằng chứng thực tế, phân tích khoa học về thanh long Việt Nam có dư lượng thuốc trừ sâu, tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng. Do đó,
FSA và FSS dự kiến đề xuất đưa trái thanh long Việt Nam từ phụ lục 2, sản phẩm phải được xét nghiệm và được cấp giấy chứng nhận an toàn tại Việt Nam trước khi xuất khẩu, sang phụ lục 1, là sản phẩm phải được xác minh và tái kiểm thực tế 50% tại cảng đến trước khi được phép lưu thông trên thị trường. Sau khi có thông tin này, cơ quan kiểm dịch thực vật và chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn chất lượng nông sản, trái cây xuất khẩu là Cục Bảo vệ Thực vật và Văn phòng SBS Việt Nam đều thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lại khẳng định chưa nhận được thông tin này từ cơ quan chức năng của Anh. Còn theo Cục Bảo vệ Thực vật, từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2023, Việt Nam chỉ xuất khẩu sang Vương quốc Anh 193 lô với khoảng 625 tấn thanh long tươi và đông lạnh. Đối với thị trường Anh đến nay, Văn phòng SBS Việt Nam chưa nhận được thông báo vi phạm nào. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng cho biết đang phối hợp với Văn phòng SBS Việt Nam kiến nghị Vương quốc Anh giữ nguyên tần suất kiểm tra 20% và đề nghị cung cấp hồ sơ đánh giá nguy cơ để thay đổi tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thanh long Việt Nam. Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, trưa ngày 4 tháng 9, Công an xã Tân Pheo nhận được tin báo của người dân phát hiện hai thi thể, một nam một nữ, tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa, xóm Phôn, xã Tân Minh. Cơ quan chức năng ban đầu xác định người nam sinh năm 1989, người nữ sinh năm 1991. Hai người là vợ chồng, cùng trú tại xóm Phôn, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lời khai những người liên quan. Qua đó xác định, người nữ có dấu vết tác động ngoại lực dẫn đến nứt vỡ hộp sọ để lộ tổ chức não. Người nam tại khoang miệng có dị vật màu xanh, nghi là lá ngón. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đà Bắc và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đà Bắc đã báo cáo cấp trên và tiếp tục điều tra vụ việc.